Tôi kính chúc Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh và cùng ban biên tập thật nhiều sức khỏe và một năm thành công, rực rỡ. Mến chúc quý khán giả một năm mới, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Nhân dịp Tết đến xuân về, Đào Phương Nguyên xin kính chúc quý khán giả xem đài có một năm mới Giáp Thìn, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Chúc Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh vạn sự như ý và chúc cho toàn thể cán bộ công nhân viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Nhân dịp năm mới năm 2024 thì cho phép Thư Hà được gửi lời chúc đến cho các quý lãnh đạo cũng như là tất cả các anh chị nhân viên của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ có thật là nhiều sức khỏe cũng như là cống hiến 100% về tinh thần và sự trách nhiệm cũng như là nhiệt huyết để có thể tạo ra những chương trình mới thật là hấp dẫn, thú vị và có thể cuốn hút quý vị khán giả trong năm mới ạ. Chào mừng quý vị đến với 24 triệu chuyển động của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, như thường lệ trong những ngày Tết cổ truyền này thì chúng ta lại được nghe những lời chúc Tết vô cùng ấm áp và dễ thương đến từ các khách mời và MC đang cộng tác với các chương trình của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin được cảm ơn những lời chúc tuyệt vời vừa rồi ạ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay, chương trình 24 giờ chuyển động xin được chia sẻ tới quý vị những câu chuyện ấm lòng đầy ý nghĩa trong những ngày đón xuân. Hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị nhiều sự ấm áp, tình yêu thương trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Và sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Tết Việt 2024 mang lại những trải nghiệm thú vị cho hàng trăm sinh viên nước ngoài. Chuyên mục nóng trên mặt báo với cảm xúc về trong những ngày đầu xuân cùng chia sẻ những niềm vui của hạt gạo Việt Nam trong năm vừa qua. Thưa quý vị, không khí Tết Nguyên Đán tưng bừng, náo nhiệt đang tràn ngập khắp nơi. Không chỉ người Việt cảm thấy háo hức mong chờ, mà cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng vô cùng thích thú và tò mò. Điều thú vị là Tết Nguyên Đán không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với người Việt, mà còn hấp dẫn với cả những người nước ngoài, đặc biệt là với những sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. Tết để lại cho họ những ấn tượng khá đặc biệt. Mời quý vị cùng trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Tết Việt 2024 đã được tổ chức tại Trường Đại học Hà Nội, mang lại những trải nghiệm thú vị cho hàng trăm sinh viên nước ngoài. Được trực tiếp trải nghiệm ẩm thực, những nét văn hóa đặc trưng ngày Tết cổ truyền giúp các bạn lưu học sinh không chỉ hiểu sâu sắc hơn về Tết Việt, mà còn được thực sự hòa mình vào không khí ngày Tết, từ đó cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt này và hiểu hơn về đất nước con người Việt Nam. Tôi rất vui khi được ở đây vào dịp Tết. Điều tôi thấy ấn tượng ở Tết Việt đó là không khí quây quần đầm ấm của mọi người, cùng nhau đi mua sắm đồ trang trí, mua quà biếu Tết, cùng tổ chức tiệc tất niên. Tôi rất vui khi được bạn dẫn đến Đại học Hà Nội để trải nghiệm và tận hưởng không khí này. Tết Việt là một trong những hoạt động thường niên và cũng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với thầy trò Trường Đại học Hà Nội và thu hút sự tham gia của đông đảo lưu học sinh tại Hà Nội. Ngoài hơn 500 lưu học sinh quốc tế ở lại Việt Nam đón Tết thì chúng tôi còn đón nhận rất nhiều lưu học sinh quốc tế từ các trường đại học khác đến tham dự, và điều này chứng minh được cái sức lan tỏa của chương trình Tết Việt. Chúng tôi luôn cố gắng đổi mới tất cả các cái hoạt động từ trong sân khấu đến ngoài trời. Mục tiêu là nhấn mạnh, làm sâu sắc hơn tất cả những cái phong tục Tết Việt. Không chỉ mang lại nhiều trải nghiệm cảm xúc thú vị cho các lưu học sinh, Tết Việt còn tạo môi trường giao lưu gắn kết giữa các lưu học sinh nước ngoài với nhau và với sinh viên Việt Nam, đồng thời đưa Tết Việt nói riêng, văn hóa Việt nói chung đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Mong rằng những trải nghiệm về phong tục ngày Tết của Việt Nam sẽ trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên, du học sinh nước ngoài cảm thấy ấm lòng, hiểu hơn về đất nước, về con người Việt Nam. Mong du học sinh hãy gắn kết với nhau hơn và trở thành cầu nối cho những nền văn hóa trên thế giới. Tiếp theo là những điểm đến vô cùng thú vị và ấn tượng trên khắp mọi miền đất nước mà chúng tôi sẽ được chia sẻ đến quý vị. Đầu tiên là ngôi biệt thự cổ tọa lạc tại số 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, nằm ở khu đất vàng Hà Nội và bị bỏ hoang từ nhiều năm. Căn biệt thự Pháp cổ này đã mở cửa phục vụ khách tham quan sau hơn một năm trùng tu. Công chúng và du khách đến Hà Nội có thêm điểm đến để tìm hiểu về sự giao thoa, văn hóa, kiến trúc và lối sống tại khu phố Pháp đầu thế kỷ 20. Biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài là công trình biệt thự đầu tiên của Hà Nội được làm một cách bài bản và có kinh phí lên gần 15 tỷ đồng. Quá trình trùng tu, tu bổ ngôi biệt thự gặp nhiều khó khăn do đây là sở hữu tư nhân nên không có tài liệu lưu trữ, ngoài một bức ảnh duy nhất chụp gia đình chủ nhà đứng trước ngôi biệt thự. Tuy nhiên, các kiến trúc sư Việt Nam và Pháp đã cố gắng nghiên cứu, phân tích và thực hiện theo đúng nguyên tắc bảo tồn di sản, giữ gìn tối đa yếu tố gốc của công trình. Công trình này là sự kết hợp giữa thế mạnh kiến trúc của Pháp với thế mạnh về kỹ thuật xây dựng, hoa văn trang trí theo kiểu Việt Nam. Đó là điểm đặc sắc, đáng quý, là minh chứng cho sự giao thoa giữa văn hóa Pháp và văn hóa Việt Nam. Triển lãm đầu tiên đón khách tham quan tại biệt thự này là trưng bày và giới thiệu quá trình trùng tu cải tạo ngôi biệt thự, một số bản đồ minh chứng thời gian ra đời của ngôi biệt thự, các bản vẽ kiến trúc, một số vật liệu và kỹ thuật xây dựng. Mọi người đều kỳ vọng khu biệt thự sau khi trùng tu sẽ trở thành trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội. Chúng tôi thì đã có một cái kế hoạch liên quan đến rất nhiều những cái hoạt động, triển lãm, trưng bày, quảng bá về giới thiệu di sản, về vật thể và phi vật thể của khu phố Pháp. Thì trong năm 2024 là một năm hết sức đặc biệt của thành phố Hà Nội, thì chúng tôi cũng sẽ có một chuỗi các cái sự kiện diễn ra tại đây. Căn biệt thự này có diện tích hơn 990 m2, mở cửa phục vụ khách tham quan. Hà Nội không chỉ có thêm một điểm giao lưu văn hóa mới mà còn có thêm một công trình thí điểm ban đầu cho kế hoạch tiếp theo để bảo tồn gần 100 biệt thự cổ. Thưa quý vị, tham quan du lịch tại các vườn quốc gia, chúng ta sẽ được hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm nhiều điều thú vị. Nhiều vườn quốc gia đã có những cách làm sáng tạo, giúp du khách gần gũi hơn với thiên nhiên và động vật hoang dã. Có thể kể tới như vườn quốc gia Cúc Phương có tour về nhà, giúp du khách được trải nghiệm hành trình tái thả động vật về với tự nhiên. Hay vườn quốc gia Yok Đồn có tour trải nghiệm voi cho du khách được quan sát hoạt động của voi trong môi trường tự nhiên. Và sau đây mời quý vị cùng tham quan một tour cũng rất đặc biệt, tour ngắm thú đêm tại vườn quốc gia Cát Tiên. Màn đêm buông xuống cũng là lúc bắt đầu tour ngắm thú đêm tại vườn quốc gia Cát Tiên. Trước khi bắt đầu hành trình, hướng dẫn viên lưu ý các khách du lịch một số điểm đặc biệt trong quá trình di chuyển trải nghiệm. Chẳng hạn như du khách cần giữ trật tự để tránh làm ảnh hưởng tới động vật và chỉ dùng duy nhất đèn chiếu rọi của hướng dẫn viên. Các cái đèn chiếu rọi của quý vị, tức là đèn cá nhân ánh sáng này đó, thì chúng ta sẽ không dùng đến. Một ngày bình thường chúng sẽ nhìn thấy một ánh đèn sáng này thôi, nhưng hôm nay rất nhiều đèn như vậy thì chúng cũng sẽ sợ. Và cách duy nhất đó là chúng ta sẽ luôn luôn giữ trật tự và các cái thiết bị của quý vị ở trên tay chúng ta luôn luôn để nó ở chế độ sẵn sàng. Và khi thấy động vật rồi chúng ta sẽ quay một chiếu chụp, đó là điều quý vị muốn. Xe chậm chậm di chuyển bắt đầu đưa du khách vào sâu trong rừng. Theo ánh đèn rọi của hướng dẫn viên, du khách tập trung chú ý quan sát đầy thích thú. Và những con thú đầu tiên đã xuất hiện ngay sát ven đường, những chú nai ăn cỏ theo bầy, ai cũng cố gắng dành tay ghi lại khoảnh khắc thú vị này. Ngoài thành phố Hà Nội thì không khí khói bụi ô nhiễm, ở đây ô nhiễm. Khi mà được quay về đây, vào trong vườn thì cảm giác rất là trong lành khi mà đi buổi tối trời mát, nhìn thấy các em thú được thoải mái ở ngoài rừng tự nhiên, đấy rất là cảm thấy may mắn khi mà các em ấy có thể được sống ở trong cái môi trường thoải mái như vậy. Trong năm 2023, tour ngắm thú đêm tại vườn quốc gia Cát Tiên đã thu hút hơn 85.000 lượt du khách. Mùa khô từ khoảng tháng 12 đến tháng 5 với thời tiết ít mưa, rừng khô ráo sẽ là thời điểm thuận lợi nhất để tham gia hoạt động ngắm thú đêm tại đây. Hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn đời sống tự nhiên của những loại động vật hoang dã chắc chắn sẽ khiến cho du khách có thêm những trải nghiệm thú vị để thêm yêu rừng, yêu động vật hoang dã và thêm trân quý mẹ thiên nhiên. Vâng ạ, tiếp theo cũng là một tour du lịch đêm chắc chắn sẽ khiến quý vị thích thú đây ạ. Đó chính là tour đèn dầu trên Cồn Hô, hay còn gọi là Cồn Cá Hô, thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Không điện, không đường, không trường, không trạm là những điều du khách nói về Cồn Hô. Từ đây, tour đèn dầu trở thành nét độc đáo, hấp dẫn, đưa du khách đến với những trải nghiệm mà không phải nơi nào cũng có được. Xuôi dòng cổ chiên mênh mông, chúng tôi đến Cồn Hô vừa lúc chập choạng tối. Bà con đã thắp sẵn đèn dầu và chuẩn bị sẵn những món ăn truyền thống để du khách vừa trải nghiệm vừa cảm nhận. Màn đêm xuống rất nhanh, một màu đen bao trùm, đoàn du khách tay cầm đèn dầu đi sâu vào trong cồn. Cảm xúc đầu tiên là mình cảm nhận rất là gần gũi. Cái đèn dầu đã được thắp lên thì cái cảm giác đầu tiên là mình rất là xúc động, vì mình nhớ lại những năm tháng mà mình sống cùng gia đình. Đây không phải là một cái tour xa hoa, không phải là một cái tour để đi nghỉ dưỡng, mà một cái tour khi mình đến đây mình gần gũi với thiên nhiên. Trong không gian đậm chất Nam Bộ, bên ngọn đèn dầu, du khách vừa thưởng thức các món ăn đặc sản miền sông nước, vừa hòa bình trong những giai điệu du dương. Về với Cồn Hô, với miền quê sông nước để cảm nhận một không gian mộc mạc giản dị của làng quê vùng Trà Vinh, từ mái nhà tranh vách đất đến cô cười hồn hậu, cùng với những câu chuyện của ký ức để cùng hoài niệm về thời xa xưa với những cảm xúc khó có thể tìm lại được. Điểm đến tiếp theo mà chúng tôi sẽ đưa quý vị đến khám phá đó chính là xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đến đây du khách không chỉ được trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ mà còn được thưởng thức loài cá đặc sản, cá chép lưng gù mang đặc trưng riêng của Tây Bắc. Hỏi thăm về cá chép lưng gù ở Ngọc Chiến, người dân nơi đây ai cũng sẽ giới thiệu đến với anh Hoàng Văn Hoàng ở Bản Bầu. Được bà con dân bản ở đây biết đến là người đầu tiên phát hiện ra đặc điểm khác biệt của loài cá chép gù. Anh Hoàng cũng là người tiên phong phát triển nuôi giống cá này trên lòng hồ thủy điện Nậm Chiến. Cá chép lưng gù là loại cá thuần được nuôi phổ biến ở vùng nước ngọt. Tuy nhiên khi nuôi ở lòng hồ thủy điện Nậm Chiến, loại cá này lại có đặc điểm khác biệt với cá chép nuôi ở nơi khác. Gia đình làm nuôi cá lồng này từ năm 2017. Đây là nuôi có 4 lồng thôi. Mà một lồng cá chép, một lồng cá chấm, một lồng cá lăng, một lồng cá rô phi. Nhưng mà mọi con cá thì thịt của nó không chắc bằng con cá chép. Mà là con cá chép này, đặc tính của nó là xương của nó mềm này và khó nuôi này. Mà nếu mà đến vào mùa hè thời tiết nó xuống nó hay dị, mình phải chăm sóc nó thật kỹ. Là cơ sở du lịch thường xuyên sử dụng và chế biến cá chép lưng gù ở Ngọc Chiến, homestay này coi món ăn này là đặc sản không thể thiếu trong thực đơn của cơ sở. Cách chế biến món cá chép lưng gù nướng khá kỳ công, từ tẩm ướp gia vị chế biến đến mang nướng trên than đều có phong vị riêng, đậm bản sắc dân tộc. Sau gần 2 tiếng chế biến thì món cá chép đã sẵn sàng chờ đợi các thực khách thưởng thức. Thịt thơm, xương mềm. Tôi rất là ấn tượng với món này và qua đợt này thì tôi giới thiệu với bạn bè, người thân để mà có dịp thì đến Ngọc Chiến để thưởng thức cái món ăn rất là thú vị này. Nếu ai đã một lần đặt chân đến với Ngọc Chiến mà chưa thưởng thức món cá chép lưng gù thì coi như chưa biết và hiểu mảnh đất nơi đây. Ngọc Chiến còn rất nhiều điều mới lạ hoang sơ mà không có ở đâu có thể có được. Bức tranh văn hóa đa màu sắc của cộng đồng các dân tộc nơi đây còn có rất nhiều điều thú vị đang chờ các du khách khám phá và trải nghiệm. Đến thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày xuân, chúng ta không thể bỏ lỡ phố ẩm thực Phan Xích Long vừa ra mắt, thu hút rất đông người dân đến tham quan và trải nghiệm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Đỗ Đăng Ái, quận đã cải tạo vỉa hè, vệ sinh để phố ẩm thực Phan Xích Long đi vào nền nếp theo hướng văn minh hiện đại. Đây còn là tuyến phố ẩm thực được ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hoạt động, một dự án mang tính đột phá, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố. Phố ẩm thực Phan Xích Long được tổ chức trên trục đường Phan Xích Long dẫn vào khu dân cư Đạch Miễu, thừa các tuyến đường nhánh, 13 tuyến đường mang tên các loài hoa ở khu vực này, đường Nguyễn Công Hoan và đường Cù Lao trên địa bàn phường 1, 2, 7. Hiện nay, trên khu vực phố ẩm thực Phan Xích Long đã có hàng trăm nhà hàng, quán ăn, quán nước với đa dạng các loại mặt hàng ẩm thực để phục vụ nhu cầu của du khách đến tham quan, trải nghiệm và ăn uống. Để đưa vào hoạt động, phố ẩm thực Phan Xích Long đã chú trọng cải tạo, trang trí bảng hiệu, đầu tư trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, xử lý rác, nước thải, khử bụi, bố trí các địa điểm gửi xe, nhà vệ sinh và trang thiết bị phục vụ chế biến, kinh doanh, bảo quản. Bên cạnh đó, con phố ẩm thực còn tạo ra không gian giải trí, tham quan, vui chơi cho người dân, đẩy mạnh du lịch, phát triển kinh tế đêm. Với đề án phố ẩm thực Phan Xích Long lần này, hứa hẹn sẽ mang lại cho thành phố Hồ Chí Minh thêm một địa điểm vui chơi, giải trí, ăn uống nhộn nhịp và an toàn. Trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý vị khán giả những niềm vui của hạt gạo Việt Nam trong năm 2023 vừa qua. Thưa quý vị, năm 2023 là năm có mức giá xuất khẩu gạo bình quân cao nhất lịch sử sau hơn 30 năm dòng chảy gạo Việt vươn ra thế giới. Còn nhớ giai đoạn trước năm 1986, nước ta từng phải nhập khẩu gạo. Sau đó, nhờ thực hiện công cuộc đổi mới, đến năm 1989, chúng ta xuất khẩu gạo lần đầu tiên. Nhìn lại cả quá trình, càng thấy rằng vị thế của ngành lúa gạo hôm nay là thành quả của một quá trình nỗ lực liên tục qua nhiều thế hệ người Việt. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi chia sẻ niềm vui của hạt gạo Việt Nam qua góc nhìn sau đây. Hạt gạo và người trồng lúa ở Việt Nam cuối năm 2023 đã tràn ngập trong những ngày vui. Niềm vui thứ nhất, gạo ST25 của Việt Nam đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Niềm vui thứ hai là về sản lượng và giá xuất khẩu. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năng suất lúa gạo Việt Nam đã đạt mức cao trên thế giới, tăng từ 4,88 tấn trên 1 hecta năm 2008 lên 6,07 tấn trên 1 hecta năm 2023. Mỗi năm, chúng ta xuất khẩu trung bình trên 6 triệu tấn, riêng 11 tháng đầu năm 2023 đã xuất khẩu 7,8 triệu tấn gạo với giá trị 4,4 tỷ đô la Mỹ. Hạt gạo Việt Nam đã có mặt tại các thị trường từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ tới châu Phi. Không chỉ tăng sản lượng sản xuất, giá gạo của Việt Nam cũng tăng lên cùng với chất lượng gạo. Giá bình quân xuất khẩu gạo trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt mức 542 đô la Mỹ trên 1 tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2022. Niềm vui thứ ba, Festival Quốc tế Cành Lúa Gạo Việt Nam đã diễn ra rộn ràng tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, được tổ chức từ ngày 11 tới ngày 15 tháng 12 năm 2023. Festival này là sự kiện quy mô tầm cỡ nhất trong suốt hành trình 14 năm, kể từ Festival Lúa Gạo lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2009. Dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện trên, từ Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thông điệp tại lễ khai mạc, trong đó cho biết Việt Nam là nước đầu tiên xây dựng và phát triển kế hoạch 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đi về vựa lúa miền Tây trong thời gian gần đây, chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những niềm vui kể trên. Những câu chuyện về giá lúa gạo thường xuyên rộn ràng bên tai. Người nông dân không nói những điều to tát, nhưng sự hồ hởi của họ thể hiện rõ trên nét mặt. Có người tâm sự, theo nghề trồng lúa mấy chục năm nay và đây là năm chứng kiến giá lúa lên cao nhất, có giai đoạn giá tăng lên mỗi ngày. Các chuyên gia nông nghiệp cũng chia sẻ niềm vui với người nông dân. Tuy nhiên, nhiều người thận trọng đưa ra phân tích khuyến cáo để niềm vui được mùa, được giá trở nên bền vững, chứ không chỉ nhất thời. Nhiều vấn đề đặt ra như chiến lược thị trường chưa thực sự ổn định dài hạn, công tác phát triển thị trường chưa tương xứng với tiềm năng ngành hàng, sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu gạo, giá cả đầu vào tăng cao. Yêu cầu của thị trường ngày càng cao, quy định của các nước nhập khẩu ngày càng nghiêm ngặt, chất lượng gạo phải được nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Đứng trước thách thức đó, hạt gạo làng ta phải chuyển mình mạnh mẽ hơn, từ nguồn giống đầu vào cho đến quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu. Người nông dân phải vượt qua lối mòn tư duy nặng nề tăng diện tích, mùa vụ, sản lượng mà không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe theo yêu cầu thị trường. Vâng thưa quý vị, việc xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến và chất lượng sản phẩm phù hợp với hội nhập quốc tế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết khi hạt gạo Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. Các nước sản xuất và xuất khẩu gạo sau những khó khăn hiện tại, chắc chắn họ sẽ nỗ lực để nâng cao sức cạnh tranh. Nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội hiện nay, tự nâng mình lên bằng cách thiết lập tiêu chuẩn cao hơn cho chuỗi giá trị hạt gạo Việt Nam thì sẽ rất đáng tiếc. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, kiếm tiền từ người bậu ảo, công việc hái ra tiền thời AI lên ngôi. Chuyên mục Chuyện ngày Tết, chiêm ngưỡng những bức thư pháp rồng đặc sắc trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Phần tin quốc tế gây chú ý, thưa quý vị, đây là Emily Bellerini. Chỉ mới tham gia Instagram được 4 tháng nhưng cô đã có 213.000 người hâm mộ và được khen ngợi hết lời vì ngoại hình hoàn hảo. Có điều, cô không phải là người thật. Emily Bellerini hiện là trường hợp điển hình cho việc hái ra tiền từ người mẫu ảo, thưa quý vị. Người sáng tạo ra Emily đã dựa vào chatbot lừng danh ChatGPT để giúp cô ra đời. Tiếp theo đó, người sáng tạo đã đưa các bức ảnh đoạn video về hoạt động của Emily lên Instagram cùng nhiều mạng xã hội khác. Dù mới chỉ hoạt động được vài tháng, Emily nhanh chóng trở thành một dự án kinh doanh sinh lợi cho người sáng tạo. Trang tin Marca cho biết Emily đã kiếm được gần 10.000 đô la Mỹ từ người hâm mộ chỉ sau 6 tuần hiện diện trên Fanwall. Theo người sáng tạo, danh sách những người muốn gặp gỡ tìm hiểu sâu hơn về Emily có cả những nhân vật thực sự nổi tiếng như cầu thủ bóng đá, tỷ phú, võ sĩ MMA và vận động viên quần vợt. Thành công của Emily cho thấy phần nào sức mạnh của các hệ thống AI tạo sinh tiên tiến. Tiếp theo mời quý khán giả cùng gặp gỡ và ngắm vẻ đẹp đầy mê hoặc của siêu mẫu người Mỹ Carmen Dell'Orefice. Dù đã cao tuổi nhưng bà vẫn khiến cho cả thế giới thời trang ngước nhìn ái mộ mỗi khi bà xuất hiện trên sàn catwalk hay trên trang bìa của những tạp chí thời trang danh tiếng. Siêu mẫu Carmen Dell'Orefice năm nay đã 93 tuổi và được cho là người mẫu lớn tuổi nhất thế giới còn theo nghề. Bà sở hữu sự nghiệp người mẫu đáng nể với gần 80 năm kinh nghiệm dày dặn trong nghề. Người mẫu Carmen Dell'Orefice đã trở thành khuôn mặt trang bìa của tạp chí Vogue khi chỉ mới bước qua tuổi 15. Đến năm 1950, bà là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất với mức thù lao đắt đỏ $300 mỗi giờ đồng hồ làm việc. Cho đến nay, siêu mẫu Carmen Dell'Orefice vẫn liên tục xuất hiện trên các bìa các tạp chí và là người mẫu cao tuổi sải bước trên sàn catwalk với sức hút không thua kém bất cứ siêu mẫu trẻ nào. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sắc vóc, siêu mẫu Carmen Dell'Orefice chia sẻ rằng việc luôn biết tự yêu thương và chăm sóc bản thân đã giúp bà có được cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, bà còn luôn xem bản thân như một đứa trẻ, bởi điều đó sẽ đem đến cho bà nguồn năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống. Chuyên mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng bàn về bóng đá Việt Nam. Theo anh Hoàng Trí thì đó là chuyện gì ạ? Chắc chắn là câu chuyện có liên quan đến huấn luyện viên Troussier rồi. Bởi vì những ngày cận Tết thì báo chí và người hâm mộ bàn luận rất nhiều về ông, lẫn những hoài nghi về tương lai của ông đối với bóng đá Việt Nam. Vâng, và thưa quý vị, cuối cùng thì những hoài nghi đó sau vòng chung kết Asian Cup vừa rồi đã có câu trả lời rõ ràng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vẫn hoàn toàn đặt niềm tin vào hành trình đổi mới đội tuyển bóng đá quốc gia mà ông và các cộng sự đang thực hiện. Asian Cup chỉ là một trong những bước đi tiến tới cái đích ở phía trước mà thôi. Câu chuyện đáng quan tâm được chia sẻ cụ thể qua góc nhìn sau đây của tác giả Hữu Bình. Mời quý vị cùng theo dõi. Các lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang đặt niềm tin vào thầy Tru. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để hứng chịu những chỉ trích từ công luận đối với thành tích trước mắt của đội tuyển. Điều này rất giống với những gì lãnh đạo PSSI, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã làm trong 3 năm qua với một sự kiên nhẫn to lớn đối với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Hồi năm 2019, khi ông Shin đến, người hâm mộ Indonesia từng khấp khởi hy vọng sẽ được chứng kiến gây dựng thành công tại các giải bóng đá khu vực. Nhưng không, với một đội hình trẻ hóa gần như toàn diện, Indonesia khi đó thua. Đầu năm 2022, khi huấn luyện viên Shin và đội tuyển xứ Vạn Đảo có trận thứ 5 liên tiếp không thắng nổi Việt Nam, thì đã bùng phát một làn sóng phản đối. Ngay cả báo chí nước này cũng không tiếc lời chỉ trích PSSI cũng như ông Shin. Nhờ niềm tin của liên đoàn cộng thêm sự trợ giúp mời gọi một số Indo kiều, tạo điều kiện nhập tịch thêm một số ngoại binh từ châu Âu, chúng ta đã thấy đội tuyển Indonesia rất khác tại ASEAN Cup kỳ này. Niềm tin mà VFF dành cho huấn luyện viên Troussier là vô cùng quan trọng, nhưng sẽ hoàn toàn không đủ nếu chỉ có vậy mà thôi. Trong cuộc gặp gỡ mừng xuân mới vừa rồi, các nhà báo thể thao cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đồng lòng với liên đoàn và ông thầy người Pháp. Trước mắt, chúng ta cần kiên nhẫn hướng tới 4 trận còn lại của giai đoạn 2 vòng World Cup 2026 vào tháng 3 và tháng 6 tới, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ gặp các đối thủ như Iraq, Indonesia và Philippines. Nếu vượt qua giai đoạn 2 xếp trong 2 vị trí nhất nhì bảng, sẽ tới giai đoạn 3, vòng quyết định với toàn những đối thủ sừng sỏ nhất châu lục, thi đấu từ tháng 11. Chúng ta vẫn còn thời gian để chờ đợi sự tiến bộ khởi sắc của đội tuyển trong thời gian tới. Nếu những điểm yếu đã bộc lộ tại ASEAN Cup vừa qua được khắc phục, đội tuyển sắp tới sẽ có thêm sự phục vụ của một số cầu thủ giàu kinh nghiệm. Các tài năng trẻ sẽ có thêm thời gian hoàn thiện cả kỹ năng lẫn tư duy chơi bóng, cũng như hòa bình vào đấu pháp và đối chơi của thầy Tru. Về phía VFF, như bộc bạch của Tổng Thư ký Dương Diệp Khôi, chắc chắn sẽ yêu cầu đội ngũ trọng tài nghiêm khắc hơn đối với các loại thái độ chơi bóng đá tại các giải quốc gia, qua đó buộc các cầu thủ sẽ phải từ bỏ những thói quen xấu. Việc ứng dụng VAR tại V-League cũng sẽ buộc các đội bóng cần có sự điều chỉnh trong thái độ, cách thức thi đấu của cầu thủ. Về lâu dài, liên đoàn sẽ phối hợp với các câu lạc bộ để thay đổi cả cách thức đào tạo, huấn luyện cầu thủ trẻ, sao cho bớt đi tư duy chơi bóng khôn lỗi, luôn tìm cách lách luật bẫy đầu này. Trong bóng đá, đỉnh cao luôn có những chu kỳ phát triển, sau một khoảng thời gian suy sẽ đến lúc thịnh, thịnh rồi sẽ lại suy khi đội tuyển hay câu lạc bộ rơi vào khoảng trống kế thừa giữa hai thế hệ cầu thủ. Các câu lạc bộ lừng danh như Manchester United hay là Arsenal ở Anh hay nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới cũng vậy thôi. Vậy nên thay vì nghi kỵ hay chỉ trích, có lẽ chúng ta cùng nên dành thêm sự kiên nhẫn với đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier. Hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai không xa. Thưa quý vị, cứ mỗi lần Tết đến xuân sang, người Việt Nam không ai là không nhớ đến câu nói thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ. Chính câu nói ấy đã phần nào thể hiện được nét đẹp của nghệ thuật thư pháp trong các câu đối, là một phần không thể thiếu vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Và đặc biệt trong dịp Tết Giáp Thìn năm nay, nét đẹp của thư pháp mang đến dấu ấn nổi bật hơn thông qua các tác phẩm thư pháp họa tự rồng, một biểu tượng linh thiêng, tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn mỹ và sức mạnh phi thường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những bức thư pháp rồng đặc sắc. Xuất phát điểm từ những phong cách viết chữ đẹp, nghệ thuật thư pháp là một hình thức trình diễn nghệ thuật viết chữ, sử dụng bút viết để thiết kế chữ nhằm biểu diễn tâm trạng và thể hiện trình độ nghệ thuật đỉnh cao. Vào dịp Tết đến, các ông đồ thường cho ra mắt các bộ sưu tập thư pháp họa tự tương ứng với con giáp biểu tượng của năm. Tết Giáp Thìn năm nay, rồng là một linh vật biểu tượng trong năm 2024, một biểu tượng linh thiêng, tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn mỹ và sức mạnh phi thường. Chính ý nghĩa cao quý đó đã tạo nên cảm hứng cho các ông đồ sáng tác những bức thư pháp đặc sắc. Năm nay là năm Giáp Thìn, cho nên tôi viết chữ cát có đầu rồng, tượng trưng là một đất nước sẽ mở rộng ra để chào đón một cái năm mới đầy hạnh phúc và nhất là sức khỏe. Họa tự rồng được thể hiện linh hoạt lúc bay lên, bay xuống, khi ở mặt đất, lúc trên không, lúc dưới nước. Với ước muốn chân thiện hóa mang phúc lành cho một năm mới được thể hiện ở những màu sắc tươi vui, rực rỡ của mùa xuân. Cảm hứng của người viết thư pháp có thể nói muôn màu muôn vẻ, tuy nhiên với thư pháp họa tự rồng đòi hỏi người viết có những kỹ năng riêng. Vì thư pháp á, là đòi hỏi là viết chữ phải cho lả lướt, mà lả lướt thì rồng, mà người ta là rồng bay phượng múa mà đó, nên nó rất là phù hợp. Cái khó hơn là khi mình viết một cái chữ thư pháp á, là mình cũng phải đặt cái bút xuống là mình đã tưởng tượng là một con rồng như thế nào rồi, cái đường đi như thế nào rồi. Khi mình đã viết là gì, mình đã thấy trong đầu mình đã có một cái chữ rồi, nên coi như là đòi hỏi là mà có sự trừu tượng. Một tác phẩm thư pháp còn có cả sự đậm nhạt vừa phải, tương phản sáng tối thật rõ ràng, giúp nghệ thuật thư pháp đạt được tính thẩm mỹ cao, tuân thủ theo quy tắc nhưng cũng phóng khoáng và thanh thoát. Những tác phẩm thư pháp với nét bút độc đáo và chữ viết cân đối, lồng ghép hình ảnh rồng tinh tế luôn mang đến cho người xem một cảm giác thư thái. Chính nét riêng của thư pháp họa tự rồng mang đến cho người xem một sự thu hút rất đặc biệt. Coi như năm nay là năm Giáp Thìn thì thấy cái hướng của một cái hướng là đi lên, và cái hướng mà thể hiện theo cái thư pháp của con rồng á là hài hòa, cái hình thể của rồng lẫn trong chữ tâm. Đặc biệt là năm Giáp Thìn về thư pháp về rồng á, cô thấy là rất là ý nghĩa về truyền thống, có những cái hình dáng độc đáo bay bổng nhưng vẫn giữ cái nét truyền thống rất là đẹp, cô rất là thích. Dù trải qua bao nhiêu giai đoạn lịch sử, nghệ thuật thư pháp vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa của dân tộc. Ở mỗi giai đoạn, nghệ thuật thư pháp lại có những thay đổi ít nhiều, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người thưởng thức. Đặc biệt năm nay, thư pháp họa tự về lĩnh vực rồng vừa mang yếu tố nghệ thuật hội họa, vừa có những sắc màu tươi mới để đón chào năm mới với nhiều năng lượng tốt lành. Những năm gần đây, thư pháp họa tự khởi sắc và trở thành phong trào phát triển khá mạnh mẽ. Thư pháp xuất hiện trên những tấm thiệp tặng bạn bè vào dịp đầu xuân, xin chữ trên lịch, trên các sản phẩm trang trí hay trong các hội chữ dịp Tết. Tranh thư pháp được sử dụng khá phổ biến trong các không gian mang hơi hướng hoài cổ như các quán trà đạo, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian. Thưa quý vị, Quả thật những hình ảnh ông Đồ cùng với các bức thư pháp họa tự rồng mang đến một vẻ đẹp văn hóa vô cùng ấn tượng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam chúng ta. Trong năm mới Giáp Thìn 2024, qua các bức thư pháp mà những ông Đồ đã họa nên, hình tượng con rồng Việt Nam bay lên đẹp đẽ và kiêu hãnh, thể hiện khí thế vương mình và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, trải nghiệm thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Khánh Hà và Hoàng Trí xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả quý vị sẽ có những ngày xuân thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Còn bây giờ Hoàng Trí và Khánh Hà xin kính chào và hẹn gặp lại.